Rồi, con chào chú. À, cái này mình chạy là mình chạy xe của nhà hay là mình chạy sao chú? À, xe gia đình. Xe gia đình là biển số trắng là người ta là xe gia đình đó chú. Còn ví dụ như mình đi xe dịch vụ là xe đó biển số gì chứ? Vàng. À, xe đó bằng vàng. Rồi đây là xe của mình là xe hiệu gì đó chú? Ai bao giờ đưa cho ta không? Xe này mình chạy á, mình thấy nó có hao xăng hay là nó như thế nào chứ? Đúng rồi, cái dòng xe này đó là nhập khẩu từ Indo về. À, rồi nhưng mà cái nguyên liệu của nó chỉ tầm nếu mà chạy liên hợp trong nội ô á là 7,5, đường trường nữa là nó 5,5-6 đó. À, thì trung bình nó máy nó chỉ có 1,3 thôi. Xe này trả là 7 chỗ 5+2 nhưng mà được mình chạy này là cái này mình chỉ cái này chú vô đây chú chạy là chú đưa khách chú đang là chú là sáng là chú sẽ ra đây. À, vậy khi mà mình lái xe mình đi như vậy á chú, là mình có gặp những cái khó khăn nào không chú? Thường thì khó khăn ở trên đường thì mình không lường trước được đâu, nhưng mà cái đề mình cứ cẩn thận là tốt. Cái này mình chạy là mình thi bằng lái và bằng gì chứ? À, bằng B là chạy được rồi không? B là chạy được. Vậy cái động cơ trên xe mình thấy nó kêu bằng tốt tốt không? Thì khi mà mình chạy chú chạy như xe đã lâu chưa chú? Chú chạy được 20 năm. 20 năm luôn. Rất là lâu rồi ha. Vậy chú chạy 20 năm rồi thì chú thường là mình sẽ đi bảo dưỡng xe, mình sẽ có những cái địa chỉ nào ở Cần Thơ mà nó uy tín, nó tốt cho xe này là xe Toyota mình cứ vô hãng bảo dưỡng, vô hãng Toyota bảo dưỡng thì nó là để là được tránh hãng thôi. Xe chạy đường trường rất là khỏe. Dạ, dòng xe này nó an toàn. Coi như là chúng xe này chạy là 280.000 cây số rồi, hơn 4 năm nữa mà chưa có sửa chữa thay nhớ. Đây là xe này mình là số, người ta kêu là xe số sàn, số tự động là nó có hai loại luôn. Vậy là xe thường là xe này nó sẽ là số sàn. Vậy còn tự động là nó sẽ dành cho những loại xe nào? À, thông thường nếu mà dùng xe mà số tự động thì mình không cần phải sàn an với giá. Dạ. Gọi là không thể đi hợp. Dạ. Rồi máy móc của xe mình thấy như thế nào chút? Dạ, dùng xe này tốt. Máy móc xe rất là tốt. Dạ. Chạy... coi như nó là mình an tâm mình đi. Không có bị nằm đường ẩu. Yeah. Trừ trường hợp là mình không định kỳ thay nhớt thì nó sẽ bị tổng thọ cái máy sẽ chỉ còn mình cứ thay nhớt định kỳ là nó sẽ xe nó sẽ không có giống như là nó hay trục trặc hết đúng không? Không có trục trặc đâu. Thì bây giờ đi một vòng quay vòng quanh cái xe chú. Đây là cái phần đuôi đèn xe. Đây là hiệu xe Avanza Toyota. Đây là logo xe nè đúng không? Này. Đây là cửa mở này. Sẽ có cửa, tay nắm cửa nhìn rất là ấy. Đây. Kính xe. Đây là mũi trên đầu xe. Thì thiết kế những cái đèn rất là. Và vừa rồi là chúng ta đã hỏi một số thông tin về chiếc xe Toyota Avanza của chú rồi. Thì video đến đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu mấy bạn thấy hay thì hãy like, chia sẻ và nhớ đăng ký kênh để cập nhật những video tiếp theo nè. Bye bye!